Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin trân trọng kính chào quý vị. Trong chương trình Lời Sống Hàng Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đọc lời Chúa trong sách Giăng từ đoạn 13 đến đoạn 15. Giăng đoạn 13, Đức Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ. Rước lễ vừa qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ Ngài phải rời thế gian này để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con của Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến cũng sắp về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, rồi Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ. Khi Ngài đến với Simon Phi-e-rơ thì ông nói: "Thưa Chúa, Chúa mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Bây giờ con chưa hiểu việc ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu." Phi-e-rơ thưa: "Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Nếu ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi ta cả." Simon Phi-e-rơ nói: "Thưa Chúa, không phải chỉ rửa chân thôi mà luôn cả tay và đầu con nữa." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các con đã được sạch rồi, nhưng không phải tất cả. Vì biết ai là kẻ sẽ phản Ngài nên Ngài mới nói: không phải tất cả các con đều tinh sạch." Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại rồi ngồi vào bàn và nói: "Các con có hiểu điều ta đã làm cho các con không? Các con gọi ta là thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng vì ta thật như vậy. Nhưng nếu ta là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các con để các con cũng làm như ta đã làm cho các con. Thật ta bảo thật các con, đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. Nếu các con biết những điều này và làm theo thì được phước. Ta không nói về tất cả các con. Ta biết những người ta đã chọn, nhưng lời kinh thánh này phải được ứng nghiệm: kẻ ăn bánh của ta trợ gót chống lại ta. Bây giờ ta nói điều này với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin rằng ta là đấng hằng hữu. Thật ta bảo thật các con, ai tiếp người ta sai đến tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta đến." Đức Chúa Giê-xu nói trước về sự phản bội của Giu-đa. Khi Đức Chúa Giê-xu đã nói như vậy rồi thì Ngài xúc động trong tâm linh và khẳng định: "Thật ta bảo thật các con, một người trong các con sẽ phản ta." Các môn đồ nhìn nhau không rõ Ngài nói về ai. Một trong các môn đồ là người được Đức Chúa Giê-xu yêu thương đang tựa vào lòng Đức Chúa Giê-xu. Simon Phi-e-rơ ra hiệu cho môn đồ ấy hỏi xem thầy muốn nói về ai. Môn đồ này nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu và hỏi: "Thưa Chúa, người ấy là ai?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Đó là người mà ta sẽ trao miếng bánh ta sắp nhúng đây." Rồi Ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Judas Iscariot, con của Simon. Sau khi Judas nhận lấy miếng bánh thì Satan vào lòng anh ta. Đức Chúa Giê-xu bảo Judas: "Việc con làm hãy làm nhanh đi." Nhưng không một ai ngồi tại bàn biết vì sao Ngài nói với anh ta như vậy. Một vài người nghĩ rằng vì Judas giữ túi tiền nên Đức Chúa Giê-xu bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ hoặc ban phát điều gì cho người nghèo. Khi đã nhận miếng bánh rồi, Judas liền đi ra. Lúc ấy trời đã tối. Điều răn mới: khi Judas đi ra rồi, Đức Chúa Giê-xu nói: "Bây giờ con người được tôn vinh và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi con người. Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi con người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh con người trong chính Ngài và sẽ tôn vinh Ngài. Hỡi các con bé nhỏ, ta không còn ở với các con bao lâu nữa. Các con sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Do Thái rằng nơi ta đi các ngươi không thể đến được, thì bây giờ ta cũng nói với các con như vậy. Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta." Simon Phi-e-rơ thưa: "Thưa Chúa, Chúa đi đâu?" Đức Chúa Giê-xu đáp: "Nơi ta đi,
bây giờ con không thể theo được, nhưng sau này con sẽ theo. Pierre thưa, thưa Chúa, vì sao bây giờ con không thể theo Chúa? Con sẽ hy sinh mạng sống con vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp, con sẽ hy sinh mạng sống con vì ta. Sao? Thật, ta bảo thật với con, trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Giăng đoạn 14. Nhà cha, lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Những câu hỏi của các môn đồ. Thomas nói, thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Đức Chúa Giêsu đáp, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta. Từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, thưa Chúa, xin chỉ cha cho chúng con thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp, Philip ơi, ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Tại sao con lại nói xin chỉ cha cho chúng con? Có phải con không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta chăng? Những lời ta nói với các con không phải tự nói, nhưng chính cha là đứng ở trong ta, đang làm những việc của Ngài. Khi ta nói ta ở trong cha và cha ở trong ta thì hãy tin ta. Nếu không, hãy tin qua chính các công việc ta làm. Thật ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì ta đi về với cha. Các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho để cha được tôn vinh nơi con. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. Đức Chúa Giêsu hứa ban Thánh Linh, nếu các con yêu mến ta thì sẽ vân giữ các điều răn ta. Ta sẽ cầu xin cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng an ủi khác để ở với các con đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để các con mồ côi đâu, ta sẽ đến với các con. Không bao lâu thế gian sẽ chẳng còn thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ biết rằng ta ở trong cha ta, các con ở trong ta và ta ở trong các con. Ai có các điều răn của ta và vân giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương. Ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Giuđa, không phải Giuđa Iscariot thưa rằng, thưa Chúa, vì sao Chúa sẽ bày tỏ chính mình cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian? Chúa Giêsu đáp, nếu ai yêu mến ta thì sẽ vân giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Ai không yêu mến ta thì không vân giữ các lời ta. Những lời các con nghe không phải là lời của ta, nhưng của cha là đấng đã sai ta đến. Ta nói những điều này cho các con trong lúc ta còn ở với các con. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ tất cả những gì ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các con đã nghe ta nói, ta đi và ta sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến ta thì nên vui mừng vì ta đi về với cha, bởi cha cao trọng hơn ta. Bây giờ ta nói điều này cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin. Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian này đang đến, nó chẳng có quyền hành gì trên ta. Nhưng ta làm theo điều cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng ta yêu mến cha. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Giăng đoạn 15. Đức Chúa Giêsu là cây nho thật. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi. Còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sữa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền cho các con. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì giống như cành nho bị ném ra ngoài và bị héo, người ta nhặt lấy
ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này cha ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là điều răn của ta. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Nếu các con làm theo điều ta truyền dạy thì các con là bạn hữu ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng ta gọi các con là bạn hữu, vì ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì ta đã nghe nơi cha ta. Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi được kết quả và quả của các con cứ còn mãi, để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các con. Ta truyền dạy điều này cho các con để các con yêu thương nhau. Sự ghen ghét của thế gian. Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời ta đã nói với các con: đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không nói với họ thì họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được. Ai ghét ta thì cũng ghét cha ta nữa. Nếu ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người nào làm thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét ta lẫn cha ta. Như vậy, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: chúng ghét ta vô cớ. Nhưng khi đấng an ủi đến, là đấng mà ta sẽ từ cha sai đến với các con, tức là thần chân lý ra từ cha, chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Các con cũng sẽ làm chứng về ta, vì các con ở với ta từ lúc ban đầu. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.